tại An Giang. Mới đây, tại địa phương này, trong lúc truy bắt hai đối tượng nghiện ma túy đã lẻn vào trại cưa của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Phú An, tọa lạc tại ấp Phú Bình, xã Phú An, huyện Phú Tân, trộm cắp tài sản. Một đồng chí công an viên đã bị chúng dùng kim tiêm đâm trọng thương. Liệu lực lượng công an có tóm gọn được hai con nghiện táo tợn này khi chúng cố manh động chống trả như vậy hay không? Chi tiết vụ việc sẽ có ngay sau đây. Cụ thể, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 9 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn Đông nghi nhiễm HIV, sinh năm 1988 và Bùi Hoàng Hải, sinh năm 1993, cùng trú xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là hai đối tượng nghiện ma túy đã lẻn vào trại cưa của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Phú An, tọa lạc tại ấp Phú Bình, xã Phú An, huyện Phú Tân, trộm cắp tài sản gồm máy khoan, mô tơ điện. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Phú An, huyện Phú Tân xác định hai đối tượng Đông và Hải đang lẫn trốn tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, nên đã cử lực lượng, trong đó có đồng chí công an viên Lâm Thanh Tân, đến để phối hợp với công an thị trấn Chợ Vàm bắt giữ hai đối tượng trên. Nhưng đối tượng Đông đã móc trong túi quần ra hai ống kim tiêm chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc giằng co thì đồng chí Lâm Thanh Tân đã bị đối tượng Đông làm bị thương. Để kịp thời ghi nhận biểu dương sự quả cảm gan dạ đối mặt với tội phạm của đồng chí Lâm Thanh Tân, công an viên xã Phú Tân, huyện Phú Tân, giám đốc công an tỉnh An Giang đã thăm hỏi, động viên và khen thưởng đột xuất cho đồng chí Lâm Thanh Tân.